trái cây khắc chữ, trái cây tạo hình là một trong những mặt hàng nông sản được nông dân nặng lòng đưa ra thị trường mỗi dịp Tết đến. Dù xuất hiện mấy năm rồi, nhưng các sản phẩm này vẫn gây sốt và được nhiều người lựa chọn. Bằng sự nhạy bén trong suy nghĩ, chịu khó trong cách làm và đôi tay tài hoa mà giá trị của một trái bưởi như vậy có thể tăng lên cả chục lần. Trước đây, anh Nguyễn Văn Quang ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp trồng hơn 3 công quýt đường nhưng không mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vậy là 3 năm trở lại đây, anh chuyển sang trồng bưởi da xanh. Nhưng ngoài bán trái, anh còn nâng giá trị cho nông sản này bằng cách tạo hình, khắc chữ lên trái bưởi. Anh chia sẻ, từ lúc bưởi cho qua đến khi thu hoạch phải mất hơn nửa năm và phải chọn những trái tròn, đẹp, cuốn to cho vào khuôn. Mỗi gốc chỉ chọn được tầm 7 trái là cùng. Điều quan trọng nhất là không được để ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào trái, nếu không sẽ bị trám nắng, không lên chữ. Năm đầu tiên thì anh làm thì nó cũng không có theo ý muốn, nó cũng lỗ. Tất cả là lỗ khuôn và bể khuôn hết. Thì năm thứ hai anh ngồi, anh suy nghĩ lại thì anh đưa ra cái mẫu thiết kế của anh theo ý tưởng của anh. Thì năm đó anh đưa cho nhà tạo mẫu khuôn theo hình thức khuôn của anh hết. Thì mấy anh làm thì theo ý muốn của mình thì nó năm rồi nó đạt. Với các khuôn hình dáng như thoải vàng, giọt nước, hồ lô và hình vuông có khắc chữ tài lộc. Năm nay anh Quang sử dụng khuôn có kích thước lớn hơn mọi năm để cho ra trái bưởi to đều với trọng lượng khoảng 1,4 kg, giá bán 1.200.000 đồng một cặp. Trước khi mà mình lên cái sản phẩm của mình, mình phải cần lưu ý những cái mới khi mình phải lựa sản phẩm trái theo cái kích cỡ khuôn, lựa cho cái trái nó cho tốt thì mình sẽ vào khuôn. Thì trước khi mình vào mình phải xử lý hết tất cả khuôn bọng độn ốp vô, vì vô trong đó là môi trường kính, mình không có xử lý được, đó là xử lý toàn bộ ở ngoài rồi đưa vô đó để theo cái sản phẩm của mình. Bên cạnh các khách hàng truyền thống, anh Quang còn mở rộng thị trường bằng việc chụp hình cho bán trên mạng xã hội và được nhiều người ở Đồng Tháp, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ đặt mua. Anh còn nghiên cứu cho ra thị trường sản phẩm bưởi trồng trong chậu, giá bán khoảng 4 triệu đồng một chậu. Giá trị kinh tế nhờ vậy được nâng lên nhờ sự nhạy bén và bàn tay tài qua của nhà vườn.